Hai đều, Tuấn Đức giao cầu. Thủ cầu rất chìm từ Trọng Nghĩa. Rất hay. Đúng là cứ có Ngọc Triệu vào đánh thì kiểu gì đường cầu cũng dài. Đập cầu vít rất hay từ Hồng Nam nhưng vẫn chưa ăn được. Rất cố gắng từ Trọng Nghĩa. Đường cầu highlight rất dài. Đường số 32 của Tuấn Đức Hồng Nam. Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu ở nội dung đôi nam giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trận đấu ở nội dung đôi nam mở rộng, phía gần mình là cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam, cặp đôi cầu lông số 1 Việt Nam. Và đối thủ của họ là cặp đôi hàng đầu của cầu lông phong trào, cặp đôi Ngọc Triệu và Trọng Nghĩa. Điểm số đang là 0 đều. Rất hay, điểm số 1-0 cho Triệu Nghĩa. Hello mọi người, đây một trận đấu rất hay, mọi người chia sẻ giúp Hùng nhá. Tình huống chặn cầu lỗi từ Tuấn Đức. Điểm số 2-0, kia là điểm sai. Tốp đầu phong trào đối đầu cặp đôi số 1 Việt Nam. Đập cầu rất tốt từ Hồng Nam. Điểm số 1-2. Hai đều, Tuấn Đức giao cầu. Thủ cầu rất chìm từ Trọng Nghĩa. Rất hay. Đúng là cứ có Ngọc Triệu vào đánh thì kiểu gì đường cầu cũng dài. Đập cầu vít rất hay từ Hồng Nam nhưng vẫn chưa ăn được. Rất cố gắng từ Trọng Nghĩa. Đường cầu highlight rất dài. Đường số 32 của Tuấn Đức Hồng Nam. Cầu ngoài sân. Điểm số 3 đều. Thủ cầu rất tốt từ Ngọc Triệu. Bên kia thủ hay quá. Cặp đôi phong trào. Giải vô địch tỉnh Bắc Ninh anh ơi. Đây là nội dung mở rộng ạ. Vẫn lên. Thánh thủ Ngọc Triệu. Đập cầu tốt từ Tuấn Đức. Điểm số 4-3. Cầu ngoài sân. Cầu ngoài sân đổi điểm 4-5. Đập rất nặng từ Tuấn Đức, nghe nổ bung bốp vậy. Xoay tay rất nhanh. Đập cầu quá tốt. Vẫn thủ được, hết rồi. Tuấn Đức Hồng Nam liên tục gây sức ép với những pha công cầu rất mạnh. Chúng tôi xin nhắc lại, sân 1 đôi nam là 4,
Chấm cầu đầy cảm giác đến từ vị trí của Hồng Nam. Sân 3 thi đấu. Chúng tôi xin nhắc lại, sân 3 Đô Nam nhóm 4, Từ Sơn, Lê Xuân Hiệp, Nguyễn Minh Tâm, Lữ Đoàn 29, Trần Lạc Vinh, Trần Trọng Vinh. Cầu không qua lưới, điểm số 11-5 cho Tuấn Đức Hồng Nam. Cầu ngoài sân 12-5. Trên sân số 3, đôi nam nhóm 4, Từ Sơn, Lê Xuân Hiệp, Nguyễn Đoàn Hai đôi vào sân số 3 của đấu. Khả năng là hôm nào phải gặp Ngọc Triệu, xin Ngọc Triệu dạy cách thủ cho anh em cầu lông phong trào thôi. Nhìn Ngọc Triệu thủ kinh quá. Rất bình tĩnh từ Ngọc Triệu, 6-15. Cầu ngoài sân 16-6, các vận động viên tiến hành đổi sân. Phía trận bên kia 21-23 rồi, chưa biết thế nào. Cầu ngoài một chút, thời điểm 7-16. Cầu lật lưới nhưng vẫn còn. Chấm cầu rất tốt từ Tuấn Đức. Cầu ngoài sân. Bên Tuấn Đức Hồng Nam ra kinh quá. Giang góc này vẫn không đẹp hơn. Chỉ có sân dọc mới đẹp thôi. Sân ngang này hơi xấu. Góc quay lên hơi... Góc quay thì cũng được nhưng mà ánh sáng thì hơi xấu. 10-22. Cầu lỗi từ Hồng Nam, địa điểm 11-23. Không phải giải 1XX triệu đâu anh Long Vàng ơi, đây mới là giải gọi là làm tiền đề cho giải 1XX triệu đó. Trước cái giải đấy anh em mình còn sẽ xem được nhiều giải 2-21, cũng sẽ có giải đấu do anh Quốc Việt của Bộ Công an tổ chức. Tất cả những đôi mạnh nhất cũng tham gia. Tuấn Đức Hồng Nam đều đánh, Triệu Nghĩa đều đánh, Đức các thứ, Quốc Việt, Duy Nam, tất cả các vận động cặp đôi mạnh nhất cầu lông Việt Nam. Hôm đó thì Chí Đức sẽ cặp với, hôm đó sẽ Tuấn Đức sẽ cặp với Ngọc Triệu đánh giải đó. Cầu ngoài sân. Thank you.
Thủ cầu rất hay. 14-27. Ngọc Triệu đang đánh 88S nha mọi người. 88S bản mới nha. Màu đỏ trắng. Chúng tôi xin nhắc lại, sân 2, đôi nam nữ nhóm 4. Bắc Ninh, Mai.